Đầu tiên tôi có một báo cáo là tổng hợp doanh số bán hàng của từng cán bộ bán hàng sử dụng Excel Pivotable và có một bộ lọc là sản phẩm gồm có các sản phẩm là điện thoại, laptop và TV. Trước tiên chúng ta sẽ sử dụng Conditional Formatting để định dạng cho các giá trị trong bảng Excel Pivotable. Tôi có một nguyên tắc như sau. Nếu giá trị của ô ở trong Excel Pivotable là dưới 200 triệu thì tôi sẽ bôi màu vàng. Trên 1 tỷ thì tôi sẽ bôi màu xanh. Và từ 200 triệu cho đến 1 tỷ thì tôi sẽ bôi màu đỏ. Để có các thao tác này. Và chúng ta sẽ sử dụng Conditional Formatting để thực hiện các nguyên tắc này. Conditional Formatting. Highlight lớn hơn. Một tỷ. Chúng ta sẽ bôi màu xanh. Áp dụng cho tất cả Excel Pivotable mà trừ tổng. Tương tự, dưới 200 triệu sẽ bôi màu vàng. Highlight dưới 200 triệu sẽ bôi màu vàng. Ok. Và cũng áp dụng đối với toàn bộ Excel Pivotable. Và nằm giữa từ 200 cho đến 1 tỷ sẽ bôi màu đỏ. Hai trăm cho đến 1 tỷ và đây là kết quả của bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm một slicer. Insert slicer. Và bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm một slicer. Click chuột trái vào một ô bất kỳ nằm trong bảng Excel Pivotable. Insert slicer. Lựa chọn sản phẩm. Ok. Bây giờ đối với các nguyên tắc này, nếu tôi thay đổi các giá trị nằm trong slicer, ví dụ bỏ đi TV và laptop mà chỉ lựa chọn điện thoại, hay nói cách khác là báo cáo ở bên tay trái của tôi đây sẽ là báo cáo của các cán bộ bán hàng và doanh số là của sản phẩm điện thoại, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng Conditional Formatting đã bị thay đổi do giá trị của các ô nằm trong bảng Excel Pivotable bị thay đổi. Laptop, TV hoặc chúng ta có thể lựa chọn hai sản phẩm. Như vậy là chỉ với một vài thao tác đơn giản vừa rồi thì chúng ta đã có thể sử dụng slicer để điều hướng được Conditional Formatting.